đến sáng ngày kia là ngày nào cũng hát như vậy, cho nên lúc mới đầu ra là cái cổ họng mà nó khô hết, là phải diễn một lúc nữa thì là mình mới quen. À, thật ra thì cũng không có điều chỉnh gì, bởi vì kịch bản và cái đường dây chương trình mình đã lên từ đầu là như vậy rồi. Là chẳng qua là mỗi cái tiết mục nó sẽ có mang những cái màu sắc khác nhau, mà bởi vì cái kịch ba nó bùng nổ hơn, nó có hiệu ứng hơn, là bởi vì tất cả đó là một cái ekip trong sân khấu Thế Giới Trẻ đã làm việc với nhau mấy năm trời rồi, cho nên tất cả mọi người đều hiểu ý nhau, cho nên là nó sẽ mướt hơn là hai cái kịch đầu tiên rất là nhiều. Bởi vì hai kịch đầu tiên này khách mời không phải là ở trong sân khấu kịch Thế Giới Trẻ nhiều hơn, cho nên là đòi hỏi cái sự phối hợp ăn ý nó cũng phải có cái gì đó nó chưa có được mút lắm. Cho nên là thay đổi thì mình sẽ không có thay đổi gì đâu, bởi vì cái đêm đầu tiên với lại đêm thứ hai mình sẽ y như vậy một cái chương trình, nhưng mà sẽ điều chỉnh lại một chút xíu sau cái đêm đầu tiên mình đã rút ra kinh nghiệm. Thật ra thì anh Trấn Thành rất là ưu tiên cái lịch tập của Nhi, bởi vì ảnh rất là thích khi mà được diễn những cái bộ môn như là cải lương này, được hát này, rất là thích hát, rồi phải làm bộ, tạo những cái đi bộ của bên cải lương rồi bên tuồng nữa. Thì anh Trấn Thành cũng ưu tiên cho Nhi cái lịch tập rất là nhiều. Chẳng qua là khi mà cái tiết mục đầu tiên nó sẽ gặp rất là nhiều áp lực, khi mà vừa đầu tiên ra là cái lúc đó là khán giả chưa có được ổn định, khán giả chưa có thực sự tập trung, còn nhiều yếu tố này kia nọ, cho nên là có một số trục trặc chưa có được tốt lắm. Nhưng mà còn về lịch tập thì tất cả các diễn viên ai cũng ưu tiên lịch tập rất là nhiều, bởi vì mọi người khi mà đã nhận lời mời của Nhi thì mọi người thực sự rất là nghiêm túc. Chẳng qua là lần đầu tiên sân khấu là vừa có kịch rồi vừa có ca nhạc, cho nên có đôi lúc nó có hơi một chút rắc rối, có sự cố chút xíu, nhưng mà không sao, tất cả mọi người đều đã cố gắng thay đổi. Thì coi như là mọi người cũng đã thấy rồi đó, còn cái cách xử lý như thế nào thì mọi người cũng đã coi rồi, bởi vì cái sự xì của diễn viên thì nó bộc phát lắm, mình không phải là cố tình, bởi vì cái lúc đó diễn viên đối diện mình họ diễn nó quá duyên, nó quá mắc cười, khán giả còn cười, mình cũng là một người bình thường, mình cũng nhìn thấy là mình cũng đã mắc cười rồi, nhưng mà mình kinh nghiệm mình cũng cố gắng mình vượt qua cái đó, đừng có để cho mình bị đứng mà mình cười nhiều quá khán giả họ sẽ bị mất tập trung. Cho nên là cái chuyện đó là một cái chuyện cũng là thường hay xảy ra ở sân khấu, và cái điều đó nó cũng đôi khi nó cũng là những cái tình huống vui, đòi hỏi những cái diễn viên khi mà gặp cái tình trạng đó là phải thay đổi câu thoại, phải thay đổi cái hình thể của mình như thế nào để đưa cái nguồn kịch nó quay trở lại. Cho nên cái điều đó nó cũng là một tình huống hay xảy ra ở sân khấu đó. Thật ra thì đối với Diệu Nhi ai cũng hỏi tại sao mới có 5 năm mà đã đủ tự tin làm một cái show như vậy rồi. Thì Diệu Nhi cảm thấy mới 5 năm mà mình đã tự tin mình làm một cái show yêu vậy rồi, thì còn với cái yêu 1, yêu 2, yêu 3 lớn hơn thì chắc chắn mình phải tự tin rồi. Bởi vì một khi mình đã làm là mình phải thật sự mình tin vào bản thân của mình thì mình mới làm được. Và Nhi đã làm được điều đó, bằng chứng là 2 đêm khán giả mua vé đến Diệu Nhi là đều full hết. Diệu Nhi cảm thấy rất là vui.